Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên hình đây là cây cam sành đang trong cái thời điểm kích bông sau khi áp dụng cái biện pháp là xiết nước và phun tạo mầm. Thì đối với cái vườn này áp dụng cái biện pháp xiết nước và phun tạo mầm một cử, rồi sau đó là tiến hành xiết nước, chờ khi tất cả các cây nó lên mầm bông thì sẽ áp dụng cái biện pháp là phá lá nhẹ và tiến hành là tưới nước trở lại. Thì tính tới thời điểm hiện tại, sau khi tưới nước và đi dinh dưỡng được một lần thì có một số cây nó đã biểu hiện xì bông rồi. Đối với cái vườn này vẫn áp dụng cái biện pháp phun phá lá các bạn, tuy nhiên mà phun với cái biện pháp là phá lá nhẹ thôi. Như trên clip nè, chúng ta có thể thấy là những cái lá nó rất là nhẹ đó. Về hiện tại là cái clip nó vẫn còn khô trắng sau cái thời gian là chúng ta tiến hành là xiết nước. Thì cái biện pháp phun phá lá thì hỗ trợ cho cái quá trình ra bông của mình nó diễn ra đồng loạt hơn, tức là đánh thức cái mầm bông sau khi mà cái cây nó đã lên mầm. Thì hiện tại là cái quá trình nhú mầm nó cũng diễn ra tương đối là đều giữa tất cả các cây rồi, cũng như cái này nó đang nhú. Thì sau cái thời gian mà chúng ta tiến hành phun phá lá rồi đi dinh dưỡng, tùy theo cái tình trạng cây mà chúng ta đi dinh dưỡng 2 hoặc 3 lần, thì lúc đó cái quá trình bật mầm bông nó mới diễn ra. Tức là sau thời gian xử lý dài thì cây nó sẽ hình thành cái mầm bông, nhưng mà nếu như chúng ta đi dinh dưỡng lại đủ dinh dưỡng khi mà nó nuôi thân nuôi cành thì lúc đó nó mới tiến hành là ra bông. Trong cái thời điểm nắng như thế này thì sau khi chúng ta tiến hành là phun phá lá để kích bông thì các bạn cần tiến hành là phun nhện đỏ, phun những cái dòng thuốc đặc trị hoặc là ngừa nhện đỏ để tránh nhện đỏ nó tấn công cái bông hoặc cái lá non của mình đó thì mới ra bông. Tại vì nếu như chúng ta mà phun quá trễ khi mà cây ra bông thì chúng ta mới phun thì lúc đó nó ảnh hưởng tới bông rất là nhiều, nó gây ra tình trạng nóng bông. Tại vì tình hình cái thời tiết hiện tại rất là nắng, cho nên là thuốc nhện là một cái dòng thuốc nóng nữa. Nếu thuốc nóng mà chúng ta phun ở thời điểm mà bông non á hoặc là lá non nó sẽ gây ra tình trạng là nóng, lúc đó nó ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển của bông hoặc nó gây ra rụng bông nữa. Hiện tại thì bông nó cũng nhú sơ sơ rồi. Thì đối với cái vườn này sẽ tiến hành là đi dinh dưỡng chắc khoảng 2 lần, sau đó là áp dụng cái biện pháp là bấm đọt xì để ém cho những cái đàn chà ở phía dưới nó ra đều bông. Như những cái đọt này nè, trong cái quá trình xiết nước thì nó vẫn có đọt xì bình thường các bạn. Tùy theo cái tình trạng cây mà cái số lần tạo mầm mới chúng ta tạo sẽ khác nhau. Thí dụ những cái cây nào quá sung á, cái thời gian tạo mầm là cần phải kéo dài để cho cái cây nó lên mầm đều. Còn những cái cây nào nó hơi yếu yếu hoặc là cây nhỏ là chúng ta sẽ tiến hành là tạo mầm với cái thời gian ngắn thôi. Tức là dựa vào cái biểu hiện của mầm mà chúng ta áp dụng cái biện pháp là kích hoa hay không, kích bông hay không. Đối với những cái bông này là những cái bông nó mới xì đầu tiên thôi, không phải là nó xì do chúng ta tiến hành kích bông, nó xì trước đó thôi. Tại vì những cái này nó đã rụng lá trước đó nè. Đây là những cái bông mà báo hiệu cái tình trạng cái cây nó lên mầm là tương đối đạt các bạn. Khi chúng ta thấy nó xì như vậy đó, chúng ta sẽ tiến hành là phun phá lá kích ra bông thì cái cây của mình nó sẽ ra gỗ, thì cái cây nó đã lên mầm rồi. Còn đối với cái thời điểm mùa nắng như vậy á, thì nếu đi dinh dưỡng á, thì các bạn cần ưu tiên theo mình á, thì các bạn nên tiến hành là tưới thì nó sẽ hiệu quả hơn là các bạn tiến hành gãi. Tại vì ở thời điểm mùa nắng như thế này, nếu như mà gãi chúng ta tưới nước lại thì cái phân nó sẽ bị bốc hơi một phần, một phần thì nó chảy tràn. Nhưng mà cái vấn đề bốc hơi nó thất thoát do nắng nó rất là nhiều, cho nên là nếu như các bạn gãi chúng ta tưới nước ở phía trước rồi quay lại ở phía sau nó khô liền,
thì cái phân nó chưa kịp ngắm thì ánh sáng nó chiếu trực tiếp xuống thì nó bốc hơi, nó gây ra tình trạng mất phân. Đôi khi cái hạt phân đó, nó tan ra nó cũng gây ra tình trạng nóng nữa nếu ánh sáng nó chiếu mạnh xuống á. Còn cái nếu cái vấn đề tưới thì các bạn đã pha loãng ra dưới nước rồi, rồi chúng ta tưới phủ liếp thì cái phân nó sẽ thấm đều hơn và nó ít gây ra tình trạng nóng rễ hoặc là mất phân. Thì tưới hoặc là gãi cái nào nó cũng gây ra tình trạng mất phân bởi bốc hơi vậy á. Tuy nhiên mà tưới thì nó sẽ hạn chế hơn. Cho nên là ở thời điểm này nếu sử dụng phân thì chúng ta tưới thì nó sẽ tốt hơn là cái biện pháp gãi. Còn cái thể mùa mưa thì chúng ta gãi thì là bình thường. Các bạn thấy ha, trong cái thời điểm xiết nước tiến hành là xiết khô cạn thôi nha. Đối với vườn này trước khi tiến hành xiết nước, tức là cái cây vừa rồi vẫn có tiến hành bồi sình các bạn. Bồi sình. Đối với cái biện pháp mà làm bông á, các bạn cần lưu ý nè, thí dụ nếu một cái cây trước các bạn bồi sình thì cái cây làm bông á đôi khi chúng ta xử lý thì nó sẽ khó hơn bình thường ha. Đối với cái vườn này nè, nếu như không có bồi sình á thì cái cây của mình nó xử lý sẽ dễ hơn, còn bồi sình cái lượng thuốc hoặc cái thời gian xiết nước hoặc cái thời gian xử lý chúng ta phải kéo dài hơn. Bồi sình thì cái cây nó phải phát triển và đồng thời là cái lớp sình đó nó sẽ tạo cho cái rễ nó phát triển liên tục luôn, nó mát. Trong thời điểm xử lý á, mà cái cây nó đi rễ liên tục luôn thì cái quá trình tạo mầm nó không diễn ra. Tại vì theo nguyên tắc á, để làm bông á, thì cái phải tạo cho bộ rễ nó đứng lại, cái đọt nó phải đứng lại, cho nên là chúng ta mới áp dụng cái biện pháp rễ lân rễ kali hoặc là tưới lân tưới kali vào cái biện pháp phun tràn đọt. Cho nên là trước cái cây làm bông á, các bạn đừng có đi dinh dưỡng quá mạnh hoặc tác động những cái biện pháp nào làm cho cái cây nó sung quá thì ở thời điểm làm bông làm nó rất là khó. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật làm vườn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.